Chào mừng quý khán đến với kho báu an giả và ER Ngân sẽ là người đồng hành của quý khán trong chuyến đi lần này. Và trước khi tham quan, em có vài điều cần lưu ý, đó là không mở tay và ống kính. Sau khi chụp hình quay phim không mở đèn lát giúp em với ạ. Trong ngày đầu tiên chúng ta tham quan đến chính là động vật ăn cỏ hình làm ạ. Hôm sau này này hôm sau cái này nó gọi là mà già không có lời chắc chắn nên nó chỉ là hôm sau. Còn bên phải các bạn có thằng hồi màu đen trắng ở trên đầu cái sọc trên trái là bên thiên đen bạn nhớ mình thù mà rồi bên tay trái đi xa xa những cái thằng gà bạn có thằng hồi to lớn và màu lông sậm đó chính là Nai Samba. Không biết châu là biết châu. Và có một đèn luôn ạ. Các bạn có học được một cách con đó chính là Nai Cà Tông ạ. Là loại Nai Cà Tông xin đến từ Thái Lan. Để giờ kêu mấy giờ nó ăn cỏ cho nó hiền. Nó ăn cơm nó mới không ăn. À các bạn này, con đực sẽ có sừng, con cái sẽ không có sừng đâu ạ. Và sừng của các bạn sẽ được mọc vào năm 2 tuổi và sẽ rụng vào mùa đông, mọc lên vào mùa xuân ạ. Khác nha con người, nó không rụng. Ở nhà hôm nay thì con đực mới bị cắm sừng nha. Đúng rồi Chào tạm biệt các bạn ăn cỏ hiền lành. Chúng ta sẽ đến với ngôi nhà của các bạn ăn thịt nguy hiểm ạ. À, giờ tới mấy con trước khi đến với ngôi nhà của các bạn thì chúng ta sẽ bước qua cánh cửa hai lớp với cơ chế một đóng và một mở. Khi cánh cửa phía sau được đóng lại thì cánh cửa phía trước mới được mở ra. Cánh cửa này thiết kế để đảm bảo an toàn cho các bạn ở phía sau ạ. À. À, các bạn này sẽ được thả tự do cho nên là chúng ta mới gặp bạn là sự ngẫu nhiên ạ. À. Kìa. Nhà có một con rồi, anh là bắt thêm con nữa kia. Rồi bên tay trái ạ. Bên tay trái đây ạ. Đó. Cơ sở đâu nó cái. Rồi đó. Đấy ơi. Em về đó. Ồ. Anh này chị lớn con thì lớn ốm, cái con này được nuôi nó mập lù thế không? Chị Hồng vô bắt đấy chị Hồng. Xuống tắm đi bạn ơi. Đi. Không ai mặc ra được kìa. Cái chị cho cái đầu cho cái cây rồi lá ra rồi. Rồi có một bạn đi giữa rừng đó, bên tay trái luôn nhá. Có trong kiều con. Giữa rừng nha. Anh nằm bay cho em rồi đó. 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 Chiếc xe này chỉ có một lần thôi ạ, à, và không có vé khứ hồi cho quý khách đâu ạ. À. Bên tay phải có một bạn cho bụi cỏ đấy ạ, xoay xé với em nhé. Trong khu vực này đang có 8 cá thể hổ can nhan, trong đó có 5 cái và 3 đực ạ. Ba bạn này nói sướng dữ. Chào các
bạn hổ bạn nhà chúng ta sẽ đến với ngôi nhà của các bạn gấu mùa. Rồi cho cái thân thể không mắt thì bên tay trái cho các em luôn nha. Các bạn có bộ lông màu đen đấy à? Gấu. Có một bạn ngủ ở bên tay trái nhé. Đây đây mặt ông này, mặt ông này. Vậy đi à, tỉnh lại đi à. Coi coi nó giống gấu nhà đâu có mà. Không anh vậy nè. Lâu lâu phải thả một mắt con người vô cho nó năng động. Rồi bên tay trái các em luôn ạ, có một bạn đang ngủ và kéo cái chân lên cây đấy ạ, mình có quan sát thấy không ạ? Nằm xe chị em nổi công đi xuống nước nóng của đó sáng nóng và mỗi ngày các bạn gấu mọc được cho món chính của các bạn đó chính là cơm trắng và thịt luộc à. Còn món tráng miệng là trái cây theo mùa bên tay phải nha, có một người bên cây này mùa là mùa này, cây này cây gì? Và một tuần 3 lần các bạn còn được cho ăn mật ong và uống nước dừa nữa, để cho ăn mật và đẹp hơn. Đó đâu vậy, chưa được uống dừa không ạ? Mật ong nữa. Từ năm nó chưa một cái dừa nào ấy. Sữa không? Có đâu. Các bạn gấu này có một lưới giá rất là tốt và có thể nó mùi côn trùng sâu bọ sâu dưới lòng đất 1 mét à. Và chào tạm biệt các bạn gấu mùa, chúng ta sẽ đến với ngôi nhà của các bạn được mệnh danh là chúa tể muôn loài à. Dạ, đó chính là các bạn sư tử trong phi rồi. Đây là mở, đây có phòng rồi. Lâu Tết là mở các cửa cho mấy nó giao lưu với nhau. Và trước khi đến ngôi nhà các bạn thì chúng ta sẽ bước qua cái cửa hai lớp này ạ. Nhưng không hoàn toàn tự động đâu nhé, nó chính là phía bên tay phải ạ. Có một chiếc tấm liều xanh xanh đó, chúng ta sẽ có một anh nhân viên ở sẽ là người điều khiển cánh cửa này ạ. Nhìn dùng đôi buồn phi. Bà sư tử gọi thỏa thêm rồi mấy. Trời ơi, hướng mắt lên tay trái giúp em nha. Đây nè, dáng ngủ lắm em nha. Dáng ngủ các bạn này rất là duyên dáng. Trời ơi, phơi đục hết rồi. Thế ngủ giống như thế anh Dương à? Sư tử đừng có bầm, sư tử cái sẽ không có bầm đâu. Phản hướng tay phải các em nè, có một đèn sư tử cái nè. Sao lòng vậy? Gì vậy? Cái này ngầu biến của nó ăn luôn. Khỏe lắm. 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 Khỏe lắm.
Đây có con này, đây mèo giả đó. Các bạn này cũng có loại siêu năng là một ngày dài 20 tiếng để ngủ và nghỉ à, còn 4 tiếng còn lại để ra ngoài. Có mỗi ngày mỗi bạn sẽ được cho ăn từ 5 tới 10 kg thịt à, đó chính là thịt bò và thịt gà đó qua sơ chế và kiểm định à. Anh có tẩm thịt bò rồi đó, được sụp đi không? Các bạn sơ tưởng này có chế độ sống ra thơ vậy? Một ông chồng có thể lên tới 5-7 bà vợ. Lẽ giờ ước thành sư tử. Nghĩa muốn chế độ đó nhỉ? Hai dẹp chủ xong ngoài là cô các bạn sư tử cái à. Khi sư tử cái xong ngoài về thì sư tử được sẽ là con ăn đầu tiên. Tiếp tới là tới con non, rồi tới mới tới con cái à. Em sư tử ạ. Rồi ra đi du lịch để lại cho chồng có 3 năm ngàn. Rồi 5 ngày để cho 3 năm ngàn. Tôi biết là có sư tử chưa? Không khó đâu đấy. 5 ngàn để cho 3 sĩ. Chào tạm biệt các bạn sư tử châu Phi. Chúng ta sẽ đến với anh nào các bạn tê giác trắng hai sừng à. Anh nghe cái mèo anh ấy. Anh vậy lắm. Em nói cho là tôi với anh đâu có lý do gì để nói. Không em con sư tử. Mày mới nói là đúng vậy. Con xin sống cùng với hai bạn tây giác này à. Dạ, khi các bạn này trưởng thành sẽ có khả năng là từ 1 tấn rưỡi cho tới 3 tấn rưỡi à. 1 tấn rưỡi mà kêu là cái đùi đó là cái đùi mình bằng 1 tấn đó ấy. Nếu bên tay phải các em bây giờ có các bạn người dòng phải các bạn có thân hình to lớn và cặp sừng trắng trên nào đây chính là Linh Dương Tông Phi à. Các bạn Linh Dương Tông Phi này là loài Linh Dương lớn nhất trong họ Linh Dương đấy ạ. Ừ, ở đây. Linh Dương. Các bạn Linh Dương này khi trưởng thành sẽ có cân nặng là 650 kg à. Với tốc độ của các bạn này cũng có thể chạy lên tới 40 cây số à. 40 cây số này. Này có người đi xe máy ngoài đường. Các bạn tê giác này có lớp da lớp chì ạ. Với lại rất là nhạy cảm và dễ tổn thương, cho nên các bạn thường hay đi ba tấm mùng để khi lớp mùng khôn thế nào lớp da bảo vệ lớp chì gốc của chúng mình ạ. Rồi hai bên luôn ạ. Và để thảo anh sẽ cầm tay với bạn tay trái nhé. Đó là to lớn ạ. Trời ơi. Mùng ngay gọi là mùng. Và hiện tại trong khu safari của chúng em đang bảo tồn 34 cá thể tê giác. Trong đó có 24 bạn đã trưởng thành và 10 bạn đã được sinh ra tại đây. Và bạn thứ 10 được đặt tên là Messi. Rồi qua bên phải luôn ạ. Rồi bên tay phải của em có 2 bạn đang nằm ngủ luôn đấy ạ. Đã tới 3 bạn rồi mà. Đó rồi, chiếc rồi.
Chạm 11 giờ mấy rồi đó hả? Và chào tạm biệt các bạn tôi giá. Chúng ta sẽ đến với ngôi nhà của các bạn được mời cho là siêu mẫu chuyên nghề ạ. Trong khu vực này chúng ta cũng sẽ có gặp nhiều bạn người già lắm ạ, thì các bạn đó ăn và ngủ và sinh sản thôi ạ. Rồi bên tay trái đã xuất hiện rồi ạ. Thì cũng các bạn này khá dài cho nên sử dụng lòng gọt để cho thức ăn lên cho các bạn dễ ăn hơn à. Để xuống bị gục đầu sao? Đấy, nó không là cao cổ mà nó không lồ lên. Quen đó nè. Đây nhiều nè đó. Okay, các bạn hô lô cổ này trưởng thành sẽ có cân nặng là 2 tấn và cao từ 4 đến 5 mét rưỡi ạ. Đây phía bên tay trái ạ. Tay phải cũng có luôn. Và bạn nào có lớn càng đậm màu, càng sậm màu thì chứng tỏ bạn đó đã càng lớn tuổi rồi ạ. Trời. Và thứ cao của các bạn hô cao cổ này chính là lá keo, lá mít và lá dừa. Và phía bên tay trái của em đây ạ, các bạn có bộ lông màu trắng và trên đầu có cặp sừng hướng về phía sau. Đó chính là các bạn Linh Dương Sừng Má ạ. Và các bạn này đã bị tuyệt chủng máu ngoài tự nhiên rồi ạ, chỉ được bắt gặp ở khu bảo tồn thôi ạ. Và xem chúng ta chuẩn bị xuống giáo văn chị Dư là ổn định chiến giúp em nhé. Bỏ đường mấy gì kìa, bỏ đó. Có bỏ được đến đây không mà đi ra. Bỏ. Rồi bên tay trái là các bạn có bộ lông màu xanh la và trên đầu cặp sừng to và dài. Đó chính là các bạn bò sừng dài châu Phi ạ. Bò sừng dài châu Phi ạ, người ta cũng thường được gọi là bò Watusi ạ. Và trước khi đưa vào đây thì các bạn này chỉ có 9 bạn thôi ạ. Và hiện tại bây giờ có nguyên một đèn luôn đấy ạ. Đó, qua rồi. Mấy bạn này có những bạn dễ bỏ ra để nó qua nhanh. Của các bạn này đi to là dài như 300 hàng toàn rỗng ạ. Được cấu tạo như cỏ ong và giữ lại mạch máu đi tay dài để điều hòa này dẫn cho cơ thể. Sao ngồi kìa? Sao còn chống ra? Cái bên tay phải của em là nhà hàng hô cao cổ ạ, mình có thể
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.